Hey,
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
来，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 
Quay đấy. Khách đến chưa? Khách đến rồi. Mày đi sang bên này đi. Sao đây che máy chứ? Mày máy cho chàng thấy lưng thầy thôi. Đây sao ấy? Đây làm con của bạn. Thật đêm hai là bên lắc đấy à? Đêm.
Thầy ra nhảy đi. Má đấy, chạy cái đó là mừng bác đi nha. Không bao nhiêu nữa, hết rồi. Ai ai ba con lươn này khỏe ra thế. Bye.
Để cháu đứng đây vậy. Cháu mang cho mẹ happy đi, happy đi. Tập đi. Ta nhảy đi chị. Cứ phát chỉ nhảy mãi thế nào được. Cho tập thể dục à. Ăn cá mẹ mẹ thế này có bằng nhau không? Một con lợn quay. Cái lối này, cái trận. Ba lợn quay từ đâu đến đấy bạn? Con thơ nó mang loại mang đến, nó được cầu được tí ạ. À, tối nay nè. Mấy con đấy? Không mấy. Nhiều lắm, tối nay mang bầy hàng quay. Vâng ạ. Đang mang lợn quay. Buộc quả chân này mang chiếc hàng. Mang những buộc quả chân này. Quay, tối nay cầm bầy nữa. Cầm bầy thì quay mới đẹp. Cầm bầy này. Bẻ hiền tắt bỏ. Tiền nữa. Đêm nay bày bày các con thớ một bày nữa. Thế là cái là con thớ mang hết đến cả ủ nhiều như này mà. Ôi đã đang chặt một con rồi. Lần quay đây rồi. Đây là hai con lợn quay. Trồng lên đây. Trồng lên à? Trồng lên đây. Trồng lên nó mới đủ. Ba con rồi. Hai con thớ mang đến. Đấy. Ba con lợn quay rồi. Ngoài nó có mấy con nữa. Mình hiểu. Bố chết à? Ôi, con này mới sinh làm sao nhỉ? Con này sinh có bục tân bục nớ này sinh nhỉ? Con này chắc là con gái đấy nhỉ? Bục nớ này là con gái thôi. Con này để kiếm vào trong. Con này nữa. Cứ từ từ. Nhìn con trai rồi nằm ngửa. Đây con gái xinh đây mà. Bừng lơ đây. Nào bác này về đây. Ờ lớn nhiều quá. Gà. Gà.
múa đi chị, mà múa đi. Sang hát đi, sang hát với bà đi. Hồ lầu thông văn, để khỏi gì. Bà xấu hổ chứ. Tên tên này, mi phải thêm mi sửa về tên này. Mi phải thêm. Nhân nhân hành à. Bạch khẩn lố, ai lái bạch khẩn lố. Kiếm đi, mấy câu hẹp. Bà đấy, mà tay bà. Mấy câu đi, mấy bàm đi. Mà. Bà, à ho lắm, không lên. Mấy bàm đi, mấy bàm đi. Thấy nhiều lắm mà bà vẫn cứ chụp về. Đang giải lao hay phải không? Đang thích. Ấn tượng đang giải lao thì kiếm đi. Ôi con rời đi. Con rời đi. Bây giờ đến phần gì thầy? Dạ. Bây giờ đến phần gì ạ? Cái này là mặn nam. Mặn nam á? Mặn nam. Mặn nam là gì? Mặn nam rất yếu chua. Đang rất yếu chua. Đang rất yếu chua. Đang rất yếu chua. Cái thơm này không? Để đón xuống xuống á? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm mà nè, không năm mà nè, không năm mà nè, không năm mà nè, không năm tính sau. Này Dương nhá. Dương nhá. Anh đi bảo xem. Này Dương nhá. Dương xuống đây nhá. Lâu quá. Hai thầy này không vào Vân Hương à? Đúng lắm rồi. Lâu nay vẫn sao nặng tình ta, 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 lâu nay vẫn sao nặng tình
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không có trầu nữa à? Mà ngắm hiền kế luôn. Đi ơi, lại lao. Lại lao kìa. Tí nữa lại về, ngờ về lại làm. Chuyến đi về. Ngờ về, ai về? Vì này cái con ngờ nam đấy, như cái thằng em đấy. Còn gì đấy? Ngựa đây. Bây giờ các thầy đang hầu ngựa nhá các bạn nhé. Lấy người ra ngoài nhá. Đi ra ngoài à? Đón ngựa xong rồi á? Bây giờ nghỉ ngơi mà. Đêm nay lại cưới nữa. Đêm nay 12 giờ mới làm phải không? Giờ này lại cưới nữa. Đây các thầy nghỉ giờ lao rồi. Chúng ta sẽ ra ngoài xem ở ngoài có khách đến đông lắm rồi. Ui, lợn vẫn đang đến. Thế
Khách đang đến ăn cơm đây. Ô, căng cả bàn không đứa kia nữa hả bà? Hả? Căng không đứa kia nữa. Không nghe nữa. Căng nhiều thế như đám cưới ấy nhỉ? Miếng vải đâu bà? Bao nhiêu mâm? Ôi. Một con lợn ở đâu đấy? Xem con lợn này to không? Một con lợn nó đang đến rồi. Mới được bao nhiêu con? 10 con là đủ hả? Đến đủ 10 con. 10 con à? Khách đang cơm.